Cưng Điện Tử Gia Phát xin chào anh chị ạ. Hôm nay chúng ta sẽ đến công ty hạt điều Bửu Phát để xem là công ty đã sử dụng một cái cân điện tử inox GVKI520 để cân hạt điều hiệu quả như thế nào anh chị ha. Công ty sử dụng cái cân này để cân điều thành phẩm, cân thùng thiết xuất khẩu và cả những cái bao hạt điều nguyên liệu đầu vào như thế này luôn anh chị. Đây là dòng cân inox chống nước chống rỉ cho nên được sử dụng rất là tốt trong lĩnh vực cân hạt điều anh chị ha. Kể cả là hạt điều tươi có muỗi đi nữa hay là kể cả là hạt điều rang muối thì cân điện tử inox này sử dụng rất là bền luôn. Anh chị xem xong video này mà cảm thấy cái cân này nó hợp lý quá, nó đúng quá với mục đích sử dụng của mình và mình cần mua nó thì anh chị có thể gọi nhanh đến số điện thoại hotline hiển thị trên màn hình, đó là 0909 899 833, thì Cân Tự Gia Phát sẽ báo giá tốt nhất và miễn phí giao cân tận nơi đến anh chị ạ. Xin cảm ơn ạ.